các bạn một vài ngày trước đi review đã có bài mở hộp vào trên tay chiếc Galaxy Note 5. Và hôm nay mình đã có cơ hội được trải nghiệm siêu phẩm ra mắt cùng thời điểm đó, chính là Galaxy S6 S Plus. Đây là chiếc máy có cấu hình tương đương như Note 5 và thiết kế màn hình cong hai cạnh như chiếc S6 S tiền nhiệm. Và ngay sau đây xin mời các bạn hãy cùng mình có bài mở hộp vào trên tay nhanh. Đầu tiên là thiết kế vỏ hộp của chiếc S6 S Plus thực sự bắt mắt và hấp dẫn người dùng bởi chất liệu hộp cứng cáp, màu sắc trắng nhũ nhìn sang trọng. Mặt trình có tên sản phẩm ở phía dưới, bản trên tay mình có bộ nhớ trong 32GB. Sản phẩm này của thị trường Hàn Quốc dành tặng cho nhà mạng LG U+, nên chúng ta sẽ có logo của nhà mạng ở phía cạnh trên của hộp. Mặt sau sẽ là những thông số kỹ thuật sản phẩm mà mình sẽ nói kỹ ở phần sau. Và phụ kiện bên trong vẫn rất quen thuộc, chúng ta sẽ có thân máy. Chiếc S6 S Plus màu vàng sang trọng, kèm theo đó sẽ là que chọc SIM, sạc, cáp và tai nghe. Phụ kiện trang bị rất đầy đủ. Trở lại với chiếc Samsung Galaxy S6 S Plus này, đây được xem là phiên bản phóng to hoàn hảo của Galaxy S6S với màn hình lớn hơn, hai cạnh bên nhiều tính năng hơn. Điểm độc đáo của sản phẩm này là màn hình phủ kính cường lực Gorilla Glass 4, cong tràn sang hai bên giúp bảo vệ máy tốt hơn. Màn hình mặt trước vẫn giữ nét truyền thống của các sản phẩm Samsung. Phía trên bao gồm logo Samsung, camera trước, loa thoại, phía dưới là nút home tích hợp cảm biến vân tay, hai phím ảo, phím back và phím chạy đa nhiệm. Mặt lưng có camera chính hơi lồi và đèn flash LED. Mặt sau sản phẩm cũng được phủ hoàn toàn bằng lớp kính sáng bóng, sang trọng và đẹp mắt hơn nhiều so với mặt lưng giả da trên Note 4 hay nhựa bóng của S5. Cạnh phải chứa phím nguồn, cạnh trái là phím tăng giảm âm lượng, khe SIM được chuyển lên cạnh trên, cạnh dưới có jack tai nghe, cổng sạc, cắm micro USB và loa ngoài. Viền máy làm bằng khung kim loại và được gia công cắt vát sắc sảo, đúng với một thiết bị cao cấp. Như vậy S6 S Plus vẫn đẹp, nhưng đương nhiên, việc màn hình to hơn với hai cạnh đều cong nên khi cầm sử dụng lâu chúng ta sẽ hơi có cảm giác cấn lòng bàn tay bởi diện tích cạnh viền phát cong hơi nhỏ, tuy nhiên đây không phải là vấn đề quá lớn. Màn hình S6 S Plus được nâng cấp lên thành 5,7 inch, vẫn sử dụng công nghệ Super AMOLED, độ phân giải của máy vẫn là 2K vô cùng sắc nét, màu sắc rực rỡ và nịnh mắt. Điểm độc đáo nhất ở sản phẩm này là màn hình cong tròn sang hai bên. Khi trải nghiệm xem phim có cảm giác như hình ảnh tràn ra khá là ấn tượng. Khi màn hình ở chế độ tắt, màn hình cong này vẫn có thể hoạt động độc lập để hiển thị giờ và các thông báo khi chạm vuốt. Khi trải nghiệm màn hình cong trên S6 S Plus trở nên tiện ích hơn và tạo cảm giác thích thú mới lạ cho người dùng. Thật đáng đồng tiền bát gạo khi bỏ ra một khoản tiền lớn để mua S6 S Plus và bạn nhận được một sản phẩm của cấu hình mạnh mẽ. Bằng chứng là S6 S Plus được cài đặt hệ điều hành Android 5.1.1 mới nhất. Bên cạnh đó, bộ vi xử lý mạnh mẽ với con chip Exynos 7420, 64 bit, 8 nhân gồm 4x2.1GHz và 4x1.5GHz, giống hệt trên Note 5. Mặc dù con chip không thay đổi như trên S6 S, nhưng RAM của nó đã được nâng lên 4GB. Với cấu hình khủng như này, chắc chắn S6 S Plus có thể chiến mượt mà mọi game 3D hay bất kỳ ứng dụng nặng nào một cách trơn tru mà không hề giật lag. Đặc biệt, tính năng cảm biến vân tay được cải tiến hơn, giúp máy nhận dạng được ngay lập tức khi vừa chạm vào phím home mà không cần phải đặt ngón tay hay vuốt xuống như ở Galaxy Note 4. Có thể thấy camera lồi là điểm trừ duy nhất trên Galaxy S6 S Plus, nhưng bù lại máy hỗ trợ chụp hình với camera chính độ phân giải lên tới 16MP, đi kèm công nghệ chống rung quang học hỗ trợ lấy nét tự động, đặc biệt quay phim 4K. Chắc chắn chất lượng hình ảnh mà camera mang lại sẽ khiến bạn hài lòng. Ngoài ra camera trước cũng được đầu tư với độ phân giải 5MP với nhiều tính năng giúp người dùng có những bức ảnh selfie nịnh mắt cũng như đáp ứng tốt chức năng video call. Và cuối cùng sẽ là viên pin 3000mAh trên S6 S Plus vẫn được tích hợp khả năng sạc nhanh và cho thời gian sử dụng ấn tượng. Đi review sẽ gửi tới các bạn bài đánh giá chi tiết trong những video lần sau. Sản phẩm này hiện đã có tại di động thông minh với giá 17.290.000 đồng, bảo hành 12 tháng với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong sự kiện mừng sinh nhật di động thông minh Sài Gòn tròn 1 tuổi. Các bạn sẽ được tặng sạc không dây chính hãng của Samsung trị giá 1 triệu. Ngay bây giờ các bạn có thể qua 4 showroom tại khu vực phía Nam để trải nghiệm sản phẩm này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.